tính tích vô hướng này tính là sao? Lấy AB nhân nhau CB, nhưng mà em dịch ra vector C cái đi. Mấy em dịch ra vector C là 3 2 4. Rồi bây giờ mấy em sẽ giải như thế nào? Vector A nhân vector B là mình lấy 1 nhân trừ 2 là ra trừ 2. Trừ 2 nhân 1 là trừ 2. 1 phần 4 nhân 1 là 1 phần 4. Là nó sẽ bằng trừ 2 trừ 2 cộng 1 phần 4. Trừ 2 trừ 2 cộng 1 phần 4. Trừ 15 phần 4 mấy em. Ok. Là xong. Vector CB. Vector C như vector B. 3 nhân trừ 2 trừ 6. 2 nhân 1 là 2. 4 nhân 1 là 4 bằng 0. Vậy cặp nào vuông góc? Cặp CB vuông góc. Câu B, người ta kêu các em tính cos góc xen giữa của vector. Vậy giờ cos của A B B cái nha. Xin nhớ là cos góc xen giữa là vô hướng nhân chia độ dài nha. Lấy tích vô hướng là vector A nhân vector B chia độ dài. Vector A nhân vector B mình vừa tính rồi nè. Là trừ 15 phần 4 thế vô. Chia tích độ dài. Độ dài của A là căn 1 bình, 2 bình, 1 phần 4 tất cả bình. Tiếp, độ dài của B là căn của 1, 2 bình, 1 bình, 1 bình. Bấm vào gần nhiều mấy em. Trừ 15 phần 4. Chia căn của 1 cộng 4 cộng 1 phần 16. Đây hãy bấm luôn. Đó, bấm mà. Trừ 5 căn 6 phần 18. Ok. Tiếp theo là nó kêu em tính cos góc xen giữa vector A với vector Y. Như vậy giờ mình phải dịch ra vector Y là cái gì? Vector Y chính là 1 0 0. Y 1 0 0, Z 0 1 0, K là 0 0 1. Vậy suy ra câu C. Cos góc xen giữa vector A và vector Y là bằng vector A nhân cái này là ra 1. Hiểu không? Tại vì do em lấy cái này nhân ra 0 hết trơn rồi. Chia độ dài của vector A 1 bình, 2 bình, 1 phần 4 tất cả bình. Độ dài vector Y mấy em khỏi. Nguyên nhân độ dài vector Y ra mấy? Ra 1. 1 phần 1 cộng 4 cộng 1 phần 16. 49 mấy em. Không trình hiểu này chưa? Ok. Ok, hỏi qua hay quá. Nguyên nhân là vì mấy em biết sao không? Cái này là định nghĩa của đề cạ. Từ lúc ổng khai sinh ra cái trường phái tọa độ thì ông ta nói là đây là một ý niệm mà tôi đặt ra. Nó được gọi là một vector đơn vị. Vậy số 1 nó đâu ra cho chúng ta định nghĩa nó. Hiểu không? Chúng ta định nghĩa nó là 1. Và 3 vector định nghĩa là Y, Z, K là phải hiểu theo định nghĩa. Ví dụ 3 vector Y có nghĩa là hiểu là 3, 0, 0. 2 vector Z nghĩa là hiểu là 0, 2, 0. 4 vector K là 0, 0, 4. Hiểu không? Như vậy nếu là vector Y đứng một mình á thì là 100. Còn vector Z đứng một mình là 010. Còn vector K đứng một mình là 001. Nó thuộc về vấn đề định nghĩa.